Mina AOA lên tiếng về danh tính kẻ đã cưỡng bức khiến dân tình phẫn nộ. Trước thông tin Mina AOA tố bị một sao nam nổi tiếng cưỡng hiếp khi còn học cấp 2 đang khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng phẫn nộ và đang ráo riết truy tìm danh tính của sao nam này dựa trên các dữ kiện như nhân vật này hơn Mina 1-2 tuổi, cùng đến từ Busan. Tuy nhiên, vào tối ngày 9 tháng 3, Mina đã bất ngờ lên tiếng về danh tính của người này và cho biết thực chất không phải là một người nổi tiếng. Mina cho hay, tôi đã định đi ngủ cả ngày, nhưng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn vào buổi sáng. Tôi thấy các bài báo nói rằng đó là một nam tiền bối nổi tiếng. Tuy nhiên, mọi việc không phải như vậy. Kẻ đó hơn tôi khoảng 1 hoặc 2 tuổi, sinh năm 1992 hoặc 1991. Nổi tiếng ở đây tức là anh ta là một kẻ bắt nạt nổi tiếng ở trong vùng lúc đó. Anh ta không phải người nổi tiếng cả nước đều biết đến, tôi thậm chí còn không biết anh ta đang làm gì hiện nay. Với cách nói của Mina đã khiến cô nhận về không ít ý kiến chỉ trích, không đồng tình với câu nói không rõ ràng, khiến rất nhiều sao nam nổi tiếng đến từ Busan, nằm không cũng dính đạn, bị đồn thổi là người cưỡng hiếp cô. Nhưng cũng có thuyết âm mưu cho rằng đã có một thế lực ép buộc Mina phải đính chính lại. Vì danh tiếng của sao nam kia, soi lại câu nói nếu tôi nói tên, mọi người sẽ đều biết. Netizen cho rằng người này không thể để dành cho một kẻ bắt nạt có tiếng trong vùng mà phải là người của công chúng. Trước đó vào tối ngày 7 tháng 3, nữ ca sĩ Kawon Mina, cựu thành viên nhóm nhạc AOA, đã thực hiện buổi livestream trên Instagram cá nhân. Tại đây, nữ idol đã chia sẻ với người hâm mộ những câu chuyện gây sốc kéo dài trong suốt khoảng thời gian đi học của cô. Theo đó, Mina cho biết khi còn học cấp 2 ở Busan, cô đã phải chăm chỉ đi làm thêm vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên, điều khủng khiếp nhất chính là việc cô từng bị các đàn anh hành hung và cưỡng bức. Nhưng Mina cũng cho biết cô đã nhận được lời xin lỗi trước khi rời đi nên cô đã quyết định không báo cáo sự việc. Câu chuyện của Mina khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bức xúc, tức giận. Nhiều người đã khuyên cô nên tiết lộ danh tính của nam nghệ sĩ này để anh ta phải trả giá cho những gì đã làm. Đồng thời, các fan cũng không ngừng ủng hộ Mina vì đã dũng cảm chia sẻ sự thật và động viên cô vượt qua cú sốc. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự xót xa trước những gì Mina đã trải qua. Bởi cách đây không lâu, nữ thần tượng cũng đã lên tiếng tố cáo việc bị Jimin, thành viên cùng nhóm AOA bắt nạt trong suốt 10 năm liền. Chưa kể các thành viên trong nhóm, dù không trực tiếp đứng về phe Jimin nhưng đều làm lơ trước hành động của cô nàng. Việc phải trải qua những điều tồi tệ này suốt 10 năm liền đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của cô nặng nề hơn cả những chuyện trong quá khứ. Thậm chí, Mina đã nhiều lần nghĩ đến chuyện cắt cổ tay để tự vẫn.